Xin chào các bạn. Chúng ta lại trở lại với kênh lý thuyết âm nhạc cơ bản của tôi. Tôi là Nguyễn Thị Thanh Thảo. Rất mong các bạn ủng hộ, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Tiếp tục với chương 1 cao độ của âm thanh. Và tiếp tục với hàng âm, bậc cơ bản của hàng âm. Thì trong hệ thống âm thanh, nó bao gồm có 88 âm, là những âm thanh mà tai người có thể phân biệt được, từ âm thấp nhất có tần số dao động là 16 Hz cho đến 4176 Hz là âm cao nhất, mà đấy là đơn vị đo. Tất nhiên đây là đơn vị đo thời kỳ trung cổ. Với công nghệ số hiện nay thì chúng ta có thể đo được tần số dao động thấp hơn nữa. Tuy nhiên, những âm thanh đó thì khi phát ra thì để mà con người cũng như là nói đấy, âm thanh là tai người phải nghe thấy được, thì nó chỉ là bằng đơn vị đo thôi, còn tai người rất là khó có thể nghe thấy được. Cho nên ở đây không có gì thay đổi thì vẫn là tần số dao động từ 16 Hz cho đến 4176 Hz. Chúng ta có thể thấy rằng là trên mặt phím đàn, tượng tượng trưng trên hình vẽ, thì chúng ta thấy rằng là nó thể hiện được rằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuy nhiên tên gọi của nó được tính như sau: Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si. Và tất nhiên nốt Do này được nhắc lại chứ không phải là một nốt thứ 8, cho nên nó chỉ có 7 nốt nhạc, tương đương người ta gọi là 7 bậc cơ bản hay gọi là 7 âm thanh. Nó có ký hiệu như sau: Do ký hiệu là C, Re, Mi ký hiệu là E, Fa ký hiệu là F, Son ký hiệu là G, La ký hiệu là A, Si ký hiệu là H. Trong một số ở vị trí khi sử dụng kèm theo dấu dáng thì nó sẽ sử dụng là, nếu Si dáng nó sẽ sử dụng ký hiệu là chữ B. Thì cái đây chúng ta sẽ học ở phần sau. Thế và trở lại nốt Đô. Như vậy mọi người có thể thấy rằng là với những cái vị trí như âm thanh được Đô này sẽ được nhắc ở lại mỗi chu kỳ. Re nếu như sau Đô này là, đây là một mô hình cắt được cắt ra trên sau Re, thì Re ở phần tầng vị trí tiếp theo nó cũng sẽ được nhắc lại. Và những cái khoảng cách như vậy người ta gọi được lặp lại một cách có chu kỳ trong toàn bộ thang âm đầy đủ, người ta gọi đó thang âm đầy đủ. Thì khoảng cách giữa hai bậc cơ bản có cùng tên gọi sau mỗi chu kỳ được gọi là quãng 8. Chúng ta có thể thấy quan sát rằng là với 88 âm thanh, nó được trải rộng từ tần số dao động từ 16 Hz cho đến 4176 Hz. Nó đã trải rộng được chia thành 9 tầng quãng 8 như sau. Với quãng 8 cực trầm, nó chỉ được thể hiện ở hai âm, đó là La và Si. Ở đây người ta thấy tính mốc âm Đô là bậc đầu của một cái hàng âm, cho nên người ta sẽ dựa vào âm Đô để xác định quãng 8. Thì ở quãng 8 cực trầm này, nó chỉ có hai âm cho nên người ta gọi là quãng 8 thiếu. Bắt đầu từ âm Đô này, người ta gọi là âm Đô cực trầm. Sang đến âm Đô trầm, đây là quãng 8 trầm. Nó được giới hạn bởi khoảng cách và các vị trí cao độ như trên, như thế, như trên hình ảnh. Chúng ta chưa học đến nốt nhạc, nhưng ít nhất là bài này chưa nói gì đến vị trí cao độ nốt nhạc. Như đây nó đã biểu đạt rằng là nếu như nốt nhạc nằm ở vị trí này, nó sẽ nằm ở trên một cái vị trí đàn, ở trên vị trí đàn như vậy. Vị trí đàn đây, nốt Đô, đây là nốt Đô. Tiếp theo sẽ là nốt Đô lớn. Nốt Đô lớn, đến nốt Đô này người ta gọi là nốt Đô nhỏ. Từ nốt Đô nhỏ này nó sẽ đến đây. Nếu như ở khóa pha thì nó sẽ là ở một dòng kẻ phụ phía trên. Và đây là nó sẽ là nốt Đô 1, nốt Đô 1, nốt Đô 2, quãng 8 thứ nhất, quãng 8 thứ hai lên đến đây, và Đô 3 là quãng 8 thứ ba lên đến đây, là Đô 4 và lên đến đây là Đô 5. Tuy rằng là nó tròn trạng vẹn ở quãng Đô 4, nhưng Đô nó cũng là được điểm xác định, cho nên là người ta đặt vấn đề là Đô này nó thuộc về điểm bắt đầu của tầng quãng 8 tiếp theo. Chính vì vậy trong 9 tầng quãng 8 này
thì người ta đã xác định rồi rằng là hai quả tám ngoài này vẫn gọi là quả tám thiếu, và những cái quả bên trong được gọi là quả tám đầy đủ. Về ký hiệu của các quả tám, chúng ta có thể thấy như sau. Thấp nhất là quả tám cực trầm, là quả tám thiếu, nó gồm nốt La và nốt Si. Và ký hiệu của nó thì các bạn quan sát là nó sẽ viết bằng chữ in hoa và có hai gạch ở dưới chân. Quãng 8 trầm cũng được viết bằng chữ in hoa, nó có từ nốt đô đến nốt si và nó có một gạch chân. Tiếp theo là quãng 8 lớn. Quãng 8 lớn có gì ạ? Cũng từ nốt đô đến nốt si nhưng là không có gạch chân. Quãng 8 lớn vẫn được ký hiệu bằng chữ in hoa. Đến quãng 8 nhỏ thì đã được ký hiệu bằng chữ thường. Từ quãng 8 thứ nhất, tất cả các ký hiệu được ký hiệu bằng chữ thường và kèm theo số, gọi là số tầng quãng 8. Ở đây chúng ta thấy rằng là từ đô 1 đến si 1 là thuộc về tầng quãng 8 thứ nhất. Từ tầng thứ hai, từ đô 2 đến si 2, đúng không ạ? Từ quãng 8 thứ ba nó sẽ ký hiệu, nhưng tất cả các ký hiệu đó nó sẽ được ký hiệu là nếu như quãng 8 từ đô 2 đến đô 3 nhưng các ký hiệu về chữ số thì người ta sẽ từ đô 2 đến si 2, từ đô 3 đến si 3. Quãng 8 thứ tư là từ đô 4 đến si 4 và quãng 8 thứ năm nó chỉ có một nốt đô 5 thôi. Đấy, đấy là tất cả những cái tên gọi và ký hiệu của các tầng quãng 8. Như vậy, ở chương này các bạn cũng đã nhận thấy rằng là chúng ta đã được biết rằng là trong âm nhạc có 88 âm thanh được trải rộng trên 9 tầng quãng 8, bao gồm 7 quãng 8 đủ và 2 quãng 8 thiếu. Ở đây, để xác định rằng là từ một khoảng cách, từ một âm thanh được lặp lại một chu kỳ là một quãng 8, không nhất thiết là đô lên đến đô là một quãng 8, mà rê lên đến rê là một quãng 8. Ở đây chỉ là một cái mốc rằng là đô là âm đầu tiên của các cái tên gọi hàng âm, thì người ta sẽ lấy một cái mốc như vậy để xác định cho dễ thôi. Với cái nội dung bài giảng này, tôi sẽ xin kết thúc ở đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhấn subscribe để nhận được video sớm nhất. Cảm ơn bạn đã đăng ký kênh ủng hộ cho tôi.